Đây là toàn bộ một thang đã đóng vào trong cái túi này. Đó. Cái thang sau khi các bác vừa xem từng vị một ấy, thì đã đóng vào trong cái túi để đóng gói để gửi cho các bác. Đó. Thì ai đặt cái thang này thì chúng tôi sẽ đóng vào từng gói như thế này để gửi cho các bác. Thì đây chúng tôi cân lên xem là trọng lượng như thế nào nhé. Đây. Nó rơi vào hơn 1 kg này các bác. Đây là 1,3 kg đây. Nha. Đấy, thường thường trọng lượng nó sẽ như vậy, hơn 1 cân. Thì một thang như này thì các bác ngâm tầm 5 đến 7 lít rượu là phù hợp nhé. Đấy thôi, ngâm trong thời gian khoảng 45 ngày là có thể dùng được rồi. Thế còn ngon thì các bác có thể ngâm cả tháng nhé, càng ngâm lâu càng ngon. Rượu thì các bác dùng một loại tầm 40 hoặc sắp xỉ 40 độ hoặc hơn 40 độ một tí là được nhé, cũng không cần rượu nặng hơn nhé. Thì còn trường hợp các bác con để dùng cái rượu 30 mấy độ ngâm thì cũng được, không vấn đề gì đâu, tầm 35-36 độ ngâm được. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé, xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Xin rất là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn là một cái thang Amacong tự đóng nhé. Cái thang Amacong gia giảm. Cái thang này thì nguồn gốc chính là dựa trên cái thang Amacong nhé. Còn thực ra thì thang này nó có cái tác dụng là bổ thận, tráng dương, chữa đau nhức xương khớp và có thể nói là giúp tăng cường sinh lý nhé. Đây nguyên bản là cây tơm chân của ông Amacong nhé. Cây tơm chân của ông Amacong thì nó có cái đặc điểm đó là cái hàng và hàng chuẩn đấy. Thì các bác lấy một thanh ra nhé, các bác bẻ lấy cái vỏ này này, cái vỏ này rồi các bác bẻ ra nhé. Đấy, mà thấy có sợi tơ này, cái tơ mảnh trắng trắng này, có nhìn đâu đấy, đây cái tơ trắng này nhé. À, cái tơ trắng này chính là cái tơm chân chuẩn nhá. Còn nếu mà không thấy cái tơm cái trắng này, này đấy, nó bẻ ra nó vụn luôn đấy thì nó không đúng nhá. Đây, cái này thì nó có cái tơ mảnh này, không có thì nhìn thấy không ạ. Nó hơi khó nhìn một chút do cái góc máy quay. Đấy, nó hơi mờ chút nên các bác nhìn khó sẽ thấy, nhưng mà để ra là nó không rơi đâu. Đấy. Do nó có cái tơ này nha. Thì đây là cái tơm chân chuẩn thì nó như thế này. Đấy. Thì cái thang mà bác mua ở Thảo Mộc HT thì bác nó luôn có cái tơm chân chuẩn thôi nhé. Nó gồm có tơm chân là cái vị thuốc chính nha. Thì còn các vị thảo dược khác thì nó có thể thay đổi, nhưng mà đầu tiên là cái vị tơm chân này, sau đó là cái vị lá hồi này, ba kích này, rồi đẳng sâm này, đấy, rồi ngưu tất này, rồi đến linh chi này, đấy. Tiếp theo nó là đến quế chi này, đấy, nha, quế, rồi đến cây huyết đằng, rồi đến dâm dương hoắc. Đấy. Rồi đến cái vị nữa là vị ích chí nhân, có thể là ích chí nhân cũng có thể là bổ cốt chỉ tùy theo từng thang. Một vị nữa không thể thiếu được đó chính là cái vị sinh địa. Sinh địa này nó có tác dụng là bổ thận âm, bổ thận sinh tinh là cái sinh địa này nha. Còn được ra thêm một số cái vị khác nữa này, như đây là cái cây thiên lý hương, hoặc là đây là cái vị long nhãn thì nó ngọt, nó có tác dụng giúp an thần nữa. Ngoài ra thì được ra thêm cái quả na rừng khô. Đặc biệt thì hiện nay là mỗi một thang Amacong này thì sẽ được ra thêm cái củ đương quy. Thì tổng cái thang mà đến cái thời điểm những cái vị có củ đương quy này thì nó rơi vào tầm khoảng 400.000 đồng một thang nhé, bao gồm các vị như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 khoảng 15 vị nha, 15 vị. Thế còn đây là khách đặt thêm. Thêm đây là cái nhục trung dung các bác nhé. Đang để trong túi bóng này, nhục trung dung. Đấy. Nhục trung dung này thì thường ấy, nhập trung dung của chúng tôi nhập về thì sau khi mà thuộc xong thì sẽ được tẩm ít rượu để bảo quản nó không hỏng. Đấy, thì nhập trung dung chỗ này tôi đang cầm trên tay là 150g do khách đặt thêm. Thì tổng cái thang mà có cả nhập trung dung này thì nó rơi vào khoảng 500.000 nha. Đấy, còn nếu mà không lấy nhập trung dung thì nó rơi vào 400.000 đồng một thang này. Thì tùy các bác đặt nha. Thì các bác có thể đặt cái thang Nga Ba Công 12 vị thôi. Thì nó không gồm có cái nhập trung dung này là 400.000 nha. Thì tùy các bác, đặt thang nào thì các bác đặt. Thì đây là cái thang Nga Ma Công mà tự đóng, hay là có thể nói là cái thang 20 vị để thảo dược ngâm rượu. Đấy. Theo cái công thức của ông Nga Ma Công. Thì xin nhắc lại với các bác là nó có các cái vị chính, đó là cái vị tôm chân. Và các vị khác tiếp theo như giới thiệu tổng cộng thì 1 vị 2 vị 3 vị 4 vị 5 vị 6 vị 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nhé, 15 vị. Còn đây là cái vị đặt thêm, tùy các bác, muốn đặt thêm bao nhiêu thì đặt nha. Mà thường nếu như nếu lấy một thang giống như thế này thì có giá là 500.000 đồng. Cái thang này thì đã gồm bao gồm nếu bác đặt sớm thì sẽ được bao cước nha, khuyến mãi cước vận chuyển đến tận nhà, gửi chậm qua đường bưu điện. Vậy thì bác nào có nhu cầu đặt cái thang này thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 hoặc là 0964 421 551 nhé. Hai số điện thoại sẽ hiện ở trên góc màn hình nhé, hoặc là các bác qua Facebook search chữ thảo mộc HHT thì sẽ ra các cái thang này. Rồi thì hôm nay xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn cái thang ngâm rượu 15 vị. Đấy. Thang ngâm rượu 15 vị. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi. Đấy, xin chào và xin hẹn lại gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo. Bác nhớ đăng ký kênh để luôn luôn ủng hộ chúng tôi ra những cái video mới nhất nha. Đấy. Cái thang thuốc chúng tôi tự đóng nha. Xin chào các bác nha. Xin chào các bạn.